nói nhiều về từ chuyển pháp luân. Xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa từ này và chỉ dạy cho chúng con là một Phật tử tại gia, chúng con có thể đóng góp hộ trì được gì trong việc chuyển pháp luân. Con xin Thầy chỉ dạy. Luân là bánh xe. Bánh xe có cấu trúc vòng tròn. Và chức năng của bánh xe là lăn. Nhưng bánh xe không thể tự lăn, cho nên phải có động tác chuyển, tức là chúng ta lăn bánh. Pháp á, được hiểu là chân lý và đạo đức Phật dạy, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan. Chuyển pháp luân theo nghĩa đó được hiểu trong đời sống thực tiễn là chúng ta nỗ lực vận chuyển lời Phật dạy qua các đồ vật yêu vào trong đời sống thực tiễn để cho mọi người hiểu và áp dụng theo. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng chuyển pháp luân là cái công việc của tăng ni. Nó là công việc của tất cả các Phật tử, bao gồm người xuất gia và tại gia. Người xuất gia thì chuyển pháp luân trọn thời gian qua giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự, nhập thế độ sinh bằng nhiều cách để giới thiệu Phật pháp cho những người hữu duyên và có nhu cầu. Người tại gia đó thì phải nỗ lực chuyển pháp luân bán thời gian. Và như vậy, để chuyển pháp luân thật sự có ý nghĩa, người tại gia nên phát nguyện: một năm tôi cố gắng độ được một người trở thành Phật tử. Và những Phật tử nằm ở trong ban lãnh đạo của đạo tràng, của hội Phật tử đó, thì một năm phải độ gấp đôi những người bình thường. Đó là chúng ta chuyển pháp luân vào trong các gia đình. Cách chuyển pháp luân đó là cách chúng ta giới thiệu sự thực tập Phật pháp. Mà thực tập Phật pháp nào cũng phải dựa trên nền tảng học Phật pháp căn bản và nền tảng. Do đó chúng ta nên chịu khó mở các lớp, các Phật tử đi trước học hỏi giáo lý cao, hướng dẫn lại cho các Phật tử dở lòng. Mô hình này người Công giáo làm rất chuẩn. Họ có hàng loạt các giáo lý viên. Giáo lý viên học lớp 8 dạy cho lớp 7, người học lớp 7 dạy lớp 6, và cứ như thế, người học lớp 2 dạy lớp 1. Linh mục chánh sứ của một nhà thờ chỉ đào tạo cho các giáo lý viên cao cấp thôi. Và cứ như thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác, người đi trước hướng dẫn người đi sau. Và các tín đồ của Công giáo hiểu giáo lý Công giáo rất vững. Hiện nay Phật tử là tín đồ duy nhất hiểu đạo Phật rất lơ tơ mơ, và phần lớn là hiểu một cách rất mê tín, đang khi lời Phật dạy là khoa học, là xã hội học, là đạo đức học, là triết học, là con đường giải quyết khổ đau. Đó là một nỗi đau của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Do đó, để chuyển pháp luân một cách thiết thực trong gia đình của mỗi người, các quý Phật tử tại nhà phải có các quyển kinh Phật giáo thuần việt, có một số quyển sách Phật giáo gối đầu giường, có một số băng giảng chuẩn để chúng ta mỗi khi gặp các vấn nạn lật đọc lại, nghe lại, xem lại. Và cũng bằng cách này chúng ta tạo cơ hội cho người thân của mình cùng đọc, cùng nghe, cùng biết. Cách thức đơn giản nhất, vợ nào được chồng cưng, chồng thương mà chồng chưa là Phật tử, thì khi nghe băng giảng giả bộ bị lãng tai, điếc tai, mở lo thật lớn lên, và chồng phải bất đắc dĩ nghe. Nghe lúc đầu ông ấy có thể bê móc cái sơ suất của ông thầy giảng và chỉ trích ông thầy giảng sai, ông thầy giảng chưa đúng, ông thầy giảng chưa chuẩn. Nhưng sau một thời gian càng theo dõi thì ông chồng sẽ bị cấm công, cấn công, là thấy lời Phật dạy quá hay, quá hay đến độ không thể nào bỏ Đức Phật được, và tình nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Đó là chuyện pháp luân đơn giản. Nếu chồng hoặc vợ mình là người trí thức và theo chủ nghĩa duy vật biện chứng rất là khó tin, thì các hoạt động tín ngưỡng chỉ là phản tác dụng với họ thôi. Do đó,
con đường chuyển pháp luân cho thành phần này không gì khác hơn là chúng ta chọn những tác phẩm về triết học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường sinh thái, Phật pháp, Phật giáo và giáo dục. Đảm bảo quý vị, những người đó giàu có khó tánh cỡ nào đi nữa, giàu có cống cao cỡ nào đi nữa, không thể nào không bội phục Đức Phật. Chúng tôi đã kích lệ nhiều Phật tử làm như thế. Phải biết cái sở trường của cái người bạn đời của mình là cái gì. Chẳng hạn anh ấy dạy toán học thì phải chọn tác phẩm Phật giáo và khoa học, vì khoa học nào cũng sử dụng và xây dựng trên nền tảng của toán học. Nếu anh ấy là một người rất thích văn chương chữ nghĩa thì hãy tặng cho anh ấy vào những dịp sinh nhật những tác phẩm về triết học Phật giáo, và chắc chắn đọc vào anh ấy sẽ có một sự cuốn hút, và từ cuốn hút này đi đến các cuốn hút khác. Cho nên không làm Phật tử thì anh ấy thuộc vào dạng bó tay chấm cơm thôi.